Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách tạo một lục tự động cho website. Ví dụ mình có cái bài viết này. Đó. Bài viết thật dài ha, các bạn sẽ chuẩn bị một bài viết thật dài để mình thực hành. Rồi, sau đó mình sẽ vào chỉnh sửa mình xem. Đó. Các bạn nhấp vào tab văn bản ha. Tab văn bản để nó hiện ra các phần code, thì các bạn sẽ tạo cho nó một số thẻ H2, H3 và H4 cho cái bài viết này. Đó, rất nhiều thẻ trong đây ha, H4 nè, H4 nè và thẻ H2, H3. Ok, và phải bài viết dài ha thì mình mới thấy rõ được cái mục lục tự động của mình. Rồi mình sẽ xem bài viết ha. Đó, nó có thẻ H2, H3 và H4. Rồi, sau đó mình muốn tạo cái mục lục cho cái bài viết này để khi người dùng vào xem sẽ nhìn thấy tổng quát cái nội dung bài viết và họ cần xem cái mục nào thì họ click vào ha. Và nó cũng là một cách để các bạn làm SEO cái bài viết này, vì khi Google, con bọ của Google vào bài viết sẽ xem qua cái mục lục và nó sẽ nhảy đến từng từng vị trí trong mục lục đó ha. Đó, thì bài viết mình nó chuẩn SEO hơn. Ok, rồi thì các bạn sẽ vào trang quản trị admin. Mình sẽ cài một cái login vào gói mở rộng và mình cài mới ha. Các bạn sẽ tìm cái login tên là Table of Content. Table of Content Last. Và mình cài cái login này ha. Cái login này nó có 200.000 lượt cài đặt rồi, cũng khá nhiều ạ. Rồi mình sẽ nhấn vào nút cài đặt. Rồi mình sẽ kích hoạt luôn ha. Các bạn sẽ vào phần cài đặt và mình chọn TOC cộng, có nghĩa là Table of Content List. Rồi mình sẽ chỉnh sửa một số cài đặt cho cái mục lục này. Đó, thì mình sẽ chỉnh trên cái tab là Main Option ha. Đó, position nghĩa là vị trí của cái mục lục, mình có thể chọn ở đầu, ở giữa hoặc ở cuối bài viết ha. Show when nghĩa là khi mà bài viết của bạn, mặc định nó là số 4 đây, khi bài viết của bạn có đủ 4 thẻ h thì nó sẽ hiển thị. Nếu mà bài viết mình ít hơn 4 thẻ h thì các bạn sẽ chỉnh lại 3 ha, nghĩa là khi mà mình bài viết mình đủ 3 thẻ H thì nó sẽ xuất hiện cái mục lục. Ok. Rồi, auto insert nghĩa là nó sẽ tự động chèn cái mục lục vào bài viết. Thì mặc định ở đây nó chọn cho mình là page ha, nghĩa là chỉ chèn vào trang thôi. Và các bạn sẽ click chọn thêm post nữa là nó sẽ chèn mục lục vào các bài viết. Rồi, mình sẽ lưu lại ha. Và mình ra bài viết mình xem, refresh lại. Đó, nó đã chèn mục lục đây ha. Và nó có một số từ tiếng Anh thì mình sẽ việt hóa lại. Đó, thì đây nó sẽ cho các bạn việt hóa ở phần heading text. Trong cái mục content này các bạn sửa lại là mục lục. Rồi, show nghĩa là hiện và hai nghĩa là ẩn ha. Rồi mình sẽ lưu lại. Nếu các bạn click vào đây thì mặc định nó sẽ tự động ẩn. Còn nếu mình không chọn thì mặc định cái mục lục nó sẽ hiện ha. Rồi mình lưu lại.
Rồi mình sẽ ra bài viết mình refresh lại. Đó. Nó đã việt hóa cái mục lục này ha. Và khi mình nhích vào ẩn thì nó sẽ ẩn và click vào hiện thì nó sẽ hiện ra. Ok. Đó. Thì nếu mà click vào đây thì nó sẽ tự động ẩn. Mình lưu lại mình xem. Refresh lại. Đó. Mặc định cái mục lục này nó là ẩn ha. Rồi mình sẽ tắt cái này, hai này đi. Thì mặc định cái mục lục nó sẽ là hiện. Đó. Rồi. Sau hai chi, tức là nó sẽ tự động phân cấp cho từng cái thẻ ha. Nó sẽ thục ra thục vô. Ở đây mình mặc định nó là chọn, nghĩa là cái mục lục của mình nó tự động thục ra thục vô ha. Và number list item, nghĩa là nó sẽ tự động đánh số thứ tự. Đó. Nó có số 1, 1.1, 1.2.1 ha. Ví dụ mình tắt hai cái này đi. Đó, mình lưu lại mình xem ha. Mình refresh lại. Đó, nó không có tự động thục ra thục vô và nó cũng bỏ cả phần đánh số luôn ha. Và mình sẽ bật lại cái đó. Ok. Rồi. Ở đây là in-app most thrown effect, nghĩa là nó sẽ có hiệu ứng cuộn ha. Ví dụ đây mình chưa chọn thì khi mà click vào nó sẽ tự động nhảy luôn và nó không có hiệu ứng cuộn. Đó, và các bạn chọn cái này in-app most thrown effect, mình lưu lại thì nó sẽ có hiệu ứng cuộn. À, mình refresh lại ha. Đó, mình click vào đây, đó nó tự động cuộn xuống ha. Thì nó sẽ đẹp hơn. Ok. Wide, nghĩa là chiều rộng của cái mục lục này. Mặc định là nó là auto, nghĩa là nó sẽ bằng với lại chiều rộng của bài viết ha. Wrapping, nghĩa là canh trái, canh phải. Thì mặc định nó là canh giữa ha. Font size là kích thước của chữ, cỡ chữ là 95%. Và presentation, các bạn sẽ chọn những cái định dạng của mục lục, dạng trắng, dạng xám, dạng màu đen này ha. Rồi. Đó. Thì mỗi cái phần trong mục lục này là nó có một cái đường link ha. Và mặc định link của nó là cái gạch dưới. Nếu mà các bạn muốn cho nó gạch nằm ở trên như cái URL của mình để nó chuẩn SEO hơn thì mình sẽ vào phần advanced show ha. Đó, thì các bạn sẽ thay cái gạch dưới bằng cái gạch trên này. Mình sẽ click chọn vào đây. Đó. Rồi mình double lại. Đó, sau đó mình refresh lại ha. Đó, thì cái gạch dưới nó đã sẽ chuyển thành gạch trên, nó sẽ chuẩn SEO hơn. Và những cái từ những từ có dấu nó sẽ tự động chuyển sang không dấu hết ha, và không bị lỗi phông chữ. Ok. Rồi. Vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.